Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Trong buổi thứ hai tuần này thì chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau và chia sẻ những cái góc nhìn liên quan đến thị trường crypto và đặc biệt là mảng thị trường DeFi. Nếu như mà anh em nào theo dõi cái thị trường crypto, các cái đầu tin tức ở trong một tuần đổ lại đây, thì một cái trạng thái mà mình nghĩ là đã bao trùm lên cái thị trường này trong một tuần vừa qua, đó là cái sự nhàm chán. Tuy nhiên, một cái điều nghịch lý mà chúng ta có thể theo dõi được trong tuần vừa rồi, thì cái mảng thị trường mà nó có thể coi là ít biến động nhất và nó có thể coi là nhàm chán nhất, thì đâm ra nó lại là một cái mảng thị trường mà nó có những cái cuộc chiến, nó có những cái động thái mà sôi động nhất trong tuần vừa rồi. Thì cái mảng thị trường mà mình muốn đề cập ở đây vẫn như thường lệ thôi, đó là cái stablecoin ha. Cụ thể cái nhân vật chính của tập podcast tuần này, chúng ta sẽ nói về MakerDAO và những toan tính mà đội ngũ này đang thực hiện với cái kế hoạch nâng lãi suất của mình lên ngưỡng 8% mới đây. Rồi, thì chắc là trước tiên chúng ta sẽ đảo qua một xíu về những cái cập nhật gần đây của MakerDAO liên quan đến cái stablecoin DAI của mình. Thì nếu như mà theo dõi cái dự án này vào giai đoạn là giữa tháng 7, thì anh em sẽ thấy là có một cái đề xuất tăng cái ngưỡng lãi suất trong DAI Saving Rates của dự án này lên ngưỡng 8%. Và nếu như mà tua ngược lại thời gian một vài tuần trước đó, và nếu như mà anh em theo dõi những cái tập liên quan đến cuộc chiến lãi suất của stablecoin ở trên cái podcast DeFi Discussion này, thì cũng hình dung được là cái lãi suất DSR, cái lãi suất DAI Saving Rates này, nó liên tục thay đổi. Và sau rất là nhiều những cái cập nhật của dự án, chúng ta thấy là họ đã từng có những cái cập nhật giảm lãi suất từ ngưỡng 3,5% về ngưỡng 3,1%. Sau đó thì họ lại đẩy ngược cái ngưỡng lãi suất này lên một cách vô cùng đột biến, đó là 8% sau cái đề xuất vào giữa tháng 7 vừa rồi. Thì có một cái hiểu nhầm mà nhiều người hay nghĩ về cái con số 8% này, đó là 8% ở trên tổng tất cả các cái stablecoin DAI đang được lưu thông ở trên thị trường, thì cái này là không chính xác. Và nhiều anh em thì thấy là thực ra nếu như mà nó trả 8% như vậy thì nó là quá là cao và nó đâu đó rất là risky, đúng không? Thì thực ra cái con số 8% này nó chỉ trả cho những cái stablecoin DAI nào được stake vào trong cái hợp đồng DAI Saving Rates của MakerDAO thôi. Và nó sẽ có những cái ngưỡng người ta gọi là Utilization Rate. Hiểu nôm na đây là cái tỷ trọng mà cái lượng DAI được stake ở trong cái hợp đồng DSR này trên cái tổng cung DAI. Thì nếu như mà cái ngưỡng utilization này nó vượt ngưỡng 20% trở lên, thì họ sẽ bắt đầu giảm cái lãi suất này từ 8% về những ngưỡng thấp hơn. Thì về cơ bản họ chỉ trả cái ngưỡng 8% cho những cái stablecoin được stake vào trong cái contract này thôi. Do đó là về đâu đó thì họ chỉ cần phải trả cái lượng phí cho một cái phần cung rất là nhỏ, và ở cái phần cung lưu thông còn lại thì họ sẽ thu nhận cái lãi suất từ hoạt động cho vay dưới dạng các cái stablecoin DAI được min ra. Rồi, thì đó là cái cập nhật đầu tiên về cái kế hoạch mà đẩy cái DSR này lên ngưỡng 8%. Dù vậy, nếu như mà anh em có check những cái hoạt động ở trên MakerDAO thì cũng thấy là rất là nhiều cá voi họ thực hiện một cái quy trình, đó là họ gửi Ethereum vào và họ mint ra những cái đồng DAI này, và họ tạm coi như là họ vay dưới dạng DAI, nhưng mà họ sẽ stake ngược cái DAI này vào trong cái hợp đồng DSR để họ hưởng cái lãi suất là 8%. Và chính vì cái động thái này thì đội ngũ cũng đã nhận ra được một cái lỗ hổng, đó là những cái cá voi cá mập này họ chỉ vay DAI với đâu đó lãi suất là 3% thôi, nhưng mà họ có thể hưởng cái ngưỡng lãi suất đâu đó lên tới 8%. Thì đội ngũ MakerDAO đã nhanh chóng có những cái đề xuất để gọi là hạn chế cái hiện tượng này nó tiếp diễn trong tương lai, để tránh là làm thất thoát cái nguồn vốn của dự án. Cái đề xuất mới nhất mà được nhà sáng lập Rune Christensen đưa ra, đó là cái ngưỡng lãi suất cao nhất bây giờ nó chỉ được giới hạn ở ngưỡng 5%, và thay vì là 8% như cái đề xuất ở vài tuần trước đó. Và cái ngưỡng utilization rate mà cái lãi suất này sẽ bắt đầu giảm, nó sẽ là 40% tổng cung.
chứ không phải là 20% tổng cung như trước. Như vậy là cái lãi suất sẽ được giảm xuống ngưỡng vừa phải hơn, là ngưỡng 5%, và cái thời gian mà kéo dài của cái ngưỡng lãi suất này nó sẽ được gấp đôi lên. Thì đây là cái đề xuất mới nhất từ Rune Christensen. Song song đó thì để giảm thiểu cái trường hợp là có người vay DAI với cái lãi suất thấp mà họ lại gửi vào trong cái DSR để hưởng cái lãi cao, thì đội ngũ cũng đã đề xuất là nâng cái lãi vay của cái stablecoin DAI này lên ngưỡng 5%, để từ đó nó cân bằng lại với cái 5% ở trong cái hợp đồng staking DSR. Rồi thì đó là một vài cái thay đổi mới nhất từ MakerDAO. Tuy nhiên cái đề xuất này nó vẫn chưa được biểu quyết, và do đó thì nó vẫn chưa đi vào thực thi. Do đó là ở cái thời điểm mà mình thu cái podcast này, thì nếu như mà anh em theo dõi ở trên các cái trang thống kê, ví dụ như là Makerbin, thì cũng có thấy là cái DSR này hiện tại nó vẫn đang ở quanh mức là 8%, và cái tổng lượng cung DAI được stake vào cái DSR này nó dao động trong khoảng 1,4 tỷ DAI. Thì đó là những cái cập nhật mới nhất, thay đổi mới nhất. Rồi thì cũng song song với những cái thay đổi từ MakerDAO, thì đội ngũ cũng tuyên bố là sẽ có những cái airdrop cho người dùng của cái giao thức Spark Protocol. Thì anh em nào theo dõi cái Spark Protocol này cũng biết là họ là một cái fork của, một cái phiên bản fork của AV. Song song với việc là sử dụng cái airdrop token Spark cho người dùng để bù đắp lại những cái hao hụt liên quan đến lãi suất, thì đội ngũ Spark Protocol bây giờ cũng sẽ trích xuất 10% cái doanh thu đến từ hoạt động lending ở trên những cái pool mà sử dụng mã nguồn code của AV về lại cho cái quỹ treasury của AV ha. Thì đây là cái cập nhật thứ ba liên quan đến một cái nhánh sản phẩm mà MakerDAO họ đang phát triển là Spark Protocol. Vậy thì những cái toan tính của MakerDAO song song với cái bước đi là nâng lãi suất lên 8%, thì nó ảnh hưởng gì đến cái các cái stablecoin khác? Thì mình có một vài cái cập nhật sau đây. Đầu tiên là chúng ta thấy là những cái stablecoin ví dụ như GHO này, hay là Frax, hay là RAF, thì họ cũng đã bị debug rất là nhiều. Nó cũng khá khá ha. Ví dụ như GHO thì họ đã debug là sắp xỉ là 4%, sắp xỉ 4% sau khi mà MakerDAO họ nâng cái lãi suất của mình lên 8%, là bởi vì cái lãi vay ở bên AV thì nó rất là thấp, thì mọi người sẽ có xu hướng là vay GHO ra và mọi người chuyển đổi nó thành DAI để mọi người stake ở trong cái DSR để hưởng cái lãi 8%, và từ đó nó khiến cho cái back của các cái stablecoin mà nó có vốn hóa thấp nó bị lật đi rất là nhiều, khá là nhiều. Thì đây là cái ảnh hưởng đầu tiên từ cái động thái của MakerDAO, đó là họ hút một lượng thanh khoản rất là lớn từ các cái stablecoin khác về phía cái giao thức của mình. Rồi thì đó là cái tác động đầu tiên liên quan đến các cái stablecoin khác. Cái tác động thứ hai mà mình cũng đã từng thấp thoáng đề cập ở trong cái phần trước, đó là những cái vị thế vay của các cái cá voi bằng cái tài sản thế chấp là Ethereum. Thì đây là một cái, mình nghĩ là một cái mức tăng tín dụng nó có thể coi là ngắn hạn. Và trong thời gian tới, nếu như có những cái biến động về lãi suất và những cái động cơ, những cái khuyến khích nó thay đổi, thì có thể cái mức tín dụng này nó sẽ giảm xuống, và từ đó cái câu chuyện về thanh khoản nó vẫn sẽ là một thứ gì đó rất là nghiêm trọng với thị trường. Thì đâu đó cái động thái mới đây của MakerDAO thì nó cũng khuyến khích các cái cá voi họ thực hiện những cái khoản vay này, thì đâu đó nó cũng sẽ có những cái tác động tích cực. Nhưng mà cá nhân mình nhận định thì đây là cái tác động nó cũng khá là ngắn hạn thôi, vì nó phần lớn là đến từ cái lãi suất mà đội ngũ họ công bố, thay vì là từ một cái hoạt động nó phát sinh từ những cái giao dịch hàng ngày. Rồi thì đó là hai cái tác động mà mình nghĩ là có thể dễ dàng nhận thấy nhất từ cái động thái của MakerDAO. Vậy thì các cái dự án stablecoin mà họ bị ảnh hưởng bởi DAI thì họ có những cái biện pháp như thế nào? Nói riêng về GHO của AV đi, thì hiện tại họ đang đề xuất hai cái giải pháp. Mình nghĩ sớm thì nó sẽ được triển khai trên mainnet. Đầu tiên nó là cái Peg Stability Module, và cái thứ hai là cái WGHO. Thì hiểu nôm na, hai cái công cụ này nó sẽ là hai cái lực kéo, một cái là kéo từ trên về vùng 1 đô, một cái là kéo từ dưới vùng 1 đô để kéo nó tăng lên về một USD trở lại. Thì
rất là nhiều các cái bình luận ở trên mạng xã hội Twitter thì họ cũng bảo là khi mà GHO họ triển khai cái BSM á, thì nó chỉ có tác động là nó chỉ hiệu quả khi mà có một cái lượng stablecoin khác, ví dụ như là USDT, USDC họ thế chấp vào, họ gửi vào trong cái pool và nó hỗ trợ kéo cái giá từ trên $1 về lại cái vùng neo giá $1 thôi. Do đó là cái đề xuất cái thay đổi BSM sắp tới thì có thể nó sẽ không hiệu quả liền. Với cái trường hợp hiện tại của GHO, khi mà GHO họ debate về vùng $0.96, tức là nó thấp hơn $1 rồi, thì chúng ta đến với cái giải pháp thứ hai của họ, đó là cái WGHO. Thì đây là một cái giải pháp mà hiểu nôm na nó là một cái wrap token, và mọi người nạp GHO vào và vay những cái stablecoin khác, ví dụ như là USDT, USDC, từ đó swap ngược lại cái GHO. Thì giao thức nó sẽ hỗ trợ những cái thao tác đó để tái gọi là cung cấp tài sản thế chấp vào cái WGHO. Thì từ những cái vòng lặp như vậy thì nó sẽ đâu đó giúp kéo lại cái back từ dưới $1 để trở lại $1. Thì đó là cái chiến lược của riêng GHO và AV, hai cái giải pháp của họ. Một cái giải pháp khác đó là Frax, thì họ cũng Frax thì nhiều anh em cũng theo dõi cũng biết là họ cũng có một cái lượng phiếu bầu cũng khá là lớn ở trên Curve Finance thông qua Convex. Thì Frax họ đang đề xuất là hợp tác với GHO để tạo một cái pool thanh khoản ở trên Curve Finance. Cái pool này đâu đó sẽ được khuyến khích phần thưởng và từ đó sẽ tăng cái liquidity lên, tăng cái thanh khoản lên, từ đó giúp kéo cái tỷ giá về vùng $1 trở lại cho hai cái stablecoin này để giảm thiểu những cái ảnh hưởng từ DAI trong thời gian vừa qua. Một cái chiến lược nữa mà các cái bên dự án lending và các cái stablecoin họ ứng dụng, đó là cái hạ lãi suất thấp cho các cái khoản vay. Thì cái này vô hình chung thì là một cái chiến lược mà họ chấp nhận là debate ở trong ngắn hạn để họ tăng cái nguồn cung stablecoin của mình lên. Bởi vì khi mà họ hạ lãi suất cho vay á, thì rất là nhiều cá voi như mình có đề cập hồi nãy, họ sẽ thế chấp Ethereum và họ vay những cái stablecoin này ra và họ swap về DAI để họ tái nạp vào trong cái DSR. Thì đây là một cái chiến lược để họ chấp nhận debate, nhưng mà họ sẽ có được một cái nguồn cung stablecoin đủ lớn để họ giải quyết những cái vấn đề, gọi là những cái vấn đề gọi là growth và những cái vấn đề scale ở trong cái giai đoạn đầu của cái stablecoin đó. Và điển hình chúng ta thấy là cái trường hợp của GHO thì hiện tại họ đang giảm cái mức lãi suất rất là thấp, đâu đó quanh vùng 1.5% đổ lại thôi. Và trước đó thì chúng ta thấy có một cái hiện tượng là CRV USD, thì mình cũng đã từng đề cập cái trường hợp của stablecoin này trong cái tập liên quan đến cuộc chiến lãi suất của các cái stablecoin rồi. Rồi thì anh em có thể theo dõi lại cái cách mà CRV USD họ sử dụng cái mức lãi suất thấp để họ gọi là phòng tránh và gọi là phản công lại những cái chiến lược mới đây của MakerDAO ha. Ok, vậy thì sau khi chúng ta biết được những cái cập nhật gần đây của MakerDAO và chúng ta biết được những cái ảnh hưởng của cái chiến lược mới của stablecoin DAI, thì chúng ta sẽ cần quan tâm những gì trong thời gian tới. Thì đầu tiên với vai trò một cái nhà đầu tư cá nhân thôi, thì mình nghĩ là trong cái bối cảnh hiện tại của thị trường thì chúng ta cần theo dõi những cái cập nhật của các cái stablecoin này để theo dõi những cái có thể là những cái lực kéo trong tương lai, nó là hệ quả của những cái chiến lược phát triển của họ. Chúng ta thấy rõ ràng ha, là trong cái ba bull của Curve Finance thì hiện tại cái tỷ lệ thanh khoản bây giờ nó lệch khá là nhiều, nó chỉ còn 18% cho DAI và 18% cho USDC thôi, phần còn lại thì nó là USDT. Thì đây là một cái hệ quả về thanh khoản nó bị kéo lệch bởi cái chiến lược của MakerDAO. Thì với vai trò là những cái nhà đầu tư cá nhân thì mình nghĩ là cần theo dõi những cái cập nhật của các cái dự án này, đâu đó thì chúng ta có thể tái phân bổ lại cái danh mục stablecoin của mình, làm sao để cái lợi tức chúng ta thu về nó ở cái ngưỡng gọi là cao và có thể chấp nhận được. Tuy nhiên nó phải đính kèm là một cái rủi ro nó được kiểm soát, cũng gọi là an toàn. Thì chúng ta biết là USDT và USDC, những cái stablecoin truyền thống, thì cái độ an toàn nó sẽ cao hơn. Song song đó thì cái lợi tức mà chúng ta gửi những cái stablecoin này thì đâu đó nó cũng sẽ thấp hơn những cái decentralized stablecoin, những cái stablecoin phi tập trung. Rõ ràng là khi mà những cái stablecoin truyền thống này nó xuất hiện những cái phút chẳng hạn thì nó debate rất là khủng khiếp và nó có những cái tác động nó rất là gọi là lan rộng.
bởi vì nó đến từ cái sự thiếu thông tin, bởi vì cái tâm lý chung của thị trường nhiều hơn là đến từ cái cách mà đơn vị phát hành họ cân bằng cái tỷ giá. Thì đây là cái đặc trưng khá là khác biệt của những cái stablecoin truyền thống này. Ngược lại với các cái stablecoin phi tập trung đi, thì chúng ta biết là rõ ràng cái tỷ giá nó sẽ hơi phập phồng một xíu, nó không thể nào mà cố định mà nó chắc như các cái stablecoin truyền thống. Tuy nhiên là dù gì thì chúng ta cũng biết được cái cách mà đội ngũ họ xây dựng sản phẩm, cái cách họ thực hiện những cái lực kéo lực đẩy làm sao để cho cái thanh khoản nó được tối ưu, thì chúng ta đâu đó cũng sẽ quản lý được một xíu liên quan đến cái rủi ro đó, cái rủi ro về mặt thông tin. Thay vì là những cái stablecoin truyền thống thì chúng ta không có những thông tin về cách mà các cái đơn vị phát hành họ đang thực hiện như thế nào, và từ đó khi mà có những cái phút xảy ra thì cái hiệu ứng nó rất là lan rộng. Ok, thì đó là về cái chiến lược phân bổ stablecoin làm sao cho nó hợp lý trong cái bối cảnh như thế này. Cái thứ hai mà mình thấy cũng khá là hay, đó là nói gì thì nói thì MakerDAO họ cũng đang là một trong những cái đơn vị đi đầu về cái stablecoin phi tập trung và cái cách tiếp cận, cái kế hoạch endgame của họ ha, thì nó là một cái đâu đó nó vẫn khá là khác, và nó là một cái thử nghiệm dành cho DeFi. Chúng ta thấy là từ cái cách mà họ tích hợp những cái real world asset nè, rồi họ thực hiện những cái cân bằng lãi suất và những cái chương trình khuyến khích, thì đâu đó nó vẫn là một cái phép thử thôi. Và bản thân đội ngũ họ cũng thừa nhận luôn là họ có một cái cầu giao ngắt khẩn cấp, trong trường hợp những cái thử nghiệm này nó fail thì họ có thể tạm dừng cái chương trình này. Thì đó là những cái thử nghiệm mà chúng ta có thể theo dõi và xem cái hiệu quả nó thực sự như thế nào. Và nếu như họ thực sự thành công với cái chiến lược này thì rõ ràng là nó đâu đó nó sẽ mở đường cho những cái stablecoin khác. Tất nhiên cuộc chiến lúc nào nó cũng sẽ rất là căng thẳng trong thời gian tới, và cái ga đầu dòng thứ ba mà mình nghĩ là chúng ta cần theo dõi sau cái bước đi lần này của MakerDAO, đó là cái cuộc chiến stablecoin sắp tới nó sẽ rất là khắc nghiệt. Chúng ta vừa biết một cái thông tin đó là PayPal thì họ cũng đã có những cái động thái để phát triển cái stablecoin riêng của mình. Binance thì họ cũng đã có cái một loạt cái stablecoin khác, và họ còn đang ấp ủ phát hành thêm một cái stablecoin nữa bên cạnh cái FDUSD hiện tại ha. Rồi thì rõ ràng là chúng ta thấy cuộc chiến stablecoin sắp tới nó sẽ rất là căng thẳng, và việc theo dõi những cái động thái của những cái bên phát hành stablecoin nó cũng phần nào giúp chúng ta có những cái manh mối về các cái dự án nữa. Tại vì chúng ta biết là stablecoin nó là cái mạch máu của bất cứ cái hệ sinh thái nào, và nếu như mà cái stablecoin chủ lực của một cái hệ nào mà nó giành chiến thắng thì có thể coi là cái cơ hội chiến thắng của những cái dự án và những cái hệ sinh thái gọi là ươm mầm cho stablecoin đó, thì nó sẽ có cái tỷ lệ thắng cao hơn. Và đó là tất cả những gì mà chúng ta biết về những cái cập nhật cũng như là những cái chiến lược mới đây của MakerDAO xoay quanh cái con số 8% lãi suất của họ. Và hy vọng là cái tập podcast tuần này đâu đó sẽ mang lại cho anh em những cái thông tin cũng như là những cái góc nhìn thú vị về một cái mạng thị trường mà nó có thể coi là rất là nhàm chán, và thậm chí là nó không có quá nhiều những cái gọi là những cái kích thích về cảm xúc như là stablecoin. Tuy nhiên là bọn mình vẫn tin là đâu đó những cái cập nhật này nó vẫn sẽ là những cái nền tảng rất là vững chắc để thị trường có thể tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã nghe đến tận những phút cuối cùng của tập DeFi Discussion tuần này. Hy vọng là chúng ta sẽ còn cơ hội để gặp lại nhau trong tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha. Và rồi, ok, cảm ơn anh em một lần nữa.